Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì như anh em có thể thấy là tôi đang ở một cái đồng ruộng đây. Đồng ruộng này là nó ở ngay gần cái chỗ máy farm skeleton của tôi anh em nhá. Tôi đi ra đây để tôi phải bắt động vật về để tôi mang về chuồng của tôi anh em ạ. Ngựa nhỉ? Đấy, tôi mang cả ngựa theo đây anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì tôi sẽ bắt một vài động vật này. Và tôi sẽ đào một chút đất để tôi mang về tôi lấp vào cái ruộng của tôi anh em ạ. Ok, thì trước khi là video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà anh em, nhưng mà nó rất là có ý nghĩa đối với tôi anh em ạ. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok anh em. Ấy, không không không, con ngựa này là không cần anh em ạ. Con ngựa này nó là của mình rồi mà. Đấy, tôi sẽ đi bắt thêm một em lợn và một em cừu nữa. Bởi vì là nhà tôi là tôi có một em cừu rồi. Có một em cừu là trong làng đấy anh em. À, nên là chỉ cần một em nữa là được. Đấy. Ủa ôi, tốc biến nhanh lắm anh em ạ. Rồi, một em lợn nữa anh em ạ. Có em lợn nào xung quanh đây không? Trời ơi, thỉnh thoảng là dây là nó bị đứt ra đấy anh em ạ. Đấy, nó bị đứt ra như vậy là nó rất là khó chịu anh em ạ. Bởi vì kiểu là nó lại mất cái dây của mình ấy. Để tôi đi một đoạn nữa để tôi tìm em lợn anh em ạ. Xem nào, à đây rồi, đây rồi. Nào, cố gắng đi lên nào. Rồi, đi nào. Ok, rồi, đủ rồi đấy anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ đào một chút đất để tôi còn mang về tôi lấp cái chuồng của tôi. Ok các em ạ, tôi nghĩ là tôi đã đào được một chút đất rồi đấy. Đấy thì một chút thì cũng không quá nhiều đâu, chỉ có 3 stack 64 thôi và thêm 17 ha. Rồi. Ok, em ngựa của tôi đâu ấy nhỉ? Kia rồi, kia rồi. Đấy. Đây là em đầu bảnh của tôi đấy anh em. Đấy. Chúng ta sẽ cùng cưỡi em đầu bảnh đi về. Đi về thôi. Ok các em ạ, thì nếu mà anh em để ý thì anh em có thể thấy là cái thanh kiếm của tôi nó bị hỏng sắp một nửa rồi đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là tôi đã farm skeleton và farm nhện đấy anh em ạ, farm khá là nhiều. Thì anh em có thể thấy cái level của tôi này. Đấy, tôi level 57 luôn rồi anh em ạ. Đấy, ok, bây giờ anh em đợi tôi chút để tôi đi về nhá. Ok anh em ơi, sau 1000 lần đứt dây anh em ạ, sau 1000 lần đứt dây tôi đã đưa được cái bọn động vật này về chuồng rồi. Cái chuyện này nó đơn giản như là cái gì luôn đấy các bạn. Nhưng mà 5 con này, đấy 5 con này là chúng nó đã làm cho cái chuyện này nó khó kinh khủng luôn anh em ạ. Cứ chạy một đoạn là bị đứt dây. Ok các em ạ. Nhưng mà không sao, cuối cùng chúng ta cũng đã được nó về nhà rồi. Thì bây giờ ấy, thì tôi sẽ thay hết cái đống cát này thành đất anh em ạ. Đấy. Rồi anh em ạ, tôi đã đào được hết cái đống cát đi rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ lấp hết cái đống này thành đất thôi. Xong rồi anh em ạ. Xong rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ mang từng con động vật về chuồng của bọn nó anh em ạ. Đây thì đầu tiên sẽ là chuồng lợn. Đấy, chuồng lợn thì tôi đã để nó vào đây đi. Để vào đây hai em ơi. Đừng tranh nhau hai em ơi. Tôi có nên xử một con không anh em? Thì vào đây, đúng rồi. Đúng rồi. Em vào sâu sâu tí đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, tôi đã đặt nó vào đây anh em ạ. À, và tôi sẽ từ từ. Ê, tháo dây cho hai em ấy. Rồi. Rồi. Rồi, để hai em bò. Một em bò ở đâu rồi? À đây 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 đây. Tôi biết là tôi có hai em bò mà, thế mà tôi cứ tưởng là tôi mất đi một em rồi chứ. Đừng tranh nhau hai em ấy, đúng rồi, ngoan lắm, ngoan, 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 ngoan. Cái này chứ, cái này mới là động vật của tôi các bạn. Cái này thì mới xứng đáng được ở trong căn nhà tình thương, nhờ.
Đứng yên ném đi. Đúng rồi. Rồi. Hai em cừu anh em ạ. Đi cứu ấy. Ấy. Ơ. Nhầm rồi. Rồi. Đi vào đây hai em ơi. Rồi đi vào đây em. Rồi. Ok anh em ạ. Ok anh em nhá. Thì tôi đã xong là cái chuồng cực kỳ gọi là yêu quý của tôi rồi anh em ạ. Rất là đẹp anh em ạ. Ruộng bằng đất. Nhưng em động vật có thể ăn thoải mái rồi. Ok thì đây thì anh em có thể thấy là cái em lạc đà này là em ấy là lạc đà của thương nhân anh em ạ. Nhưng mà chúng ta có thể cướp được em ấy. Chúng ta có thể ngồi được em ấy luôn này. Đấy. Nhưng mà cái con này ấy, anh em ạ, nó có một cái đặc tính đó là mình không thể điều khiển nó nhá. Có nghĩa là mình không thể điều khiển được cho nó đi lên đằng trước hay là đi lên đằng sau cái lúc mà mình ngồi lên nó đâu. Đó. Nó có một cái ô nhỏ đây này. À, cái ô nhỏ này là để mình để cái tấm thảm. Để tôi về tôi lấy cái bông cừu xong tôi để cái tấm thảm cho anh em. Đó thì là cái tấm thảm ở trên con lạc đà nó cũng giống như là cái yên ngựa vậy, nó cũng khá là đẹp. Cứ mỗi tấm thảm là con lạc đà nó sẽ có một cái họa tiết đẹp lắm. Để tôi làm thử tấm thảm màu đỏ cho anh em nhá. Để tôi xem thử xem có hoa màu đỏ ở đây đây. Có hoa vàng này. Để tôi làm thử cái tấm thảm màu vàng cho anh em xem. Đầu tiên là mình cần phải nhuộm vàng cái len vàng này đấy. Xong rồi mình đặt vào đây này. Đấy, thảm vàng. Đấy, xong đi ngủ cái đã anh em ạ. Xong rồi lên đặt cái tấm thảm và em lạc đà được. Rồi, để tôi cho anh em xem thử này. Tôi nhớ là cái họa tiết của cái tấm thảm màu vàng là nó khá là đẹp. Đấy, vàng chưa, vàng chưa. Úi dồi ôi. Chồng nữ tính thế. Yểu điệu thục nữ anh em ạ. Dễ thương thế. Đây anh em ạ, thì anh em có thể nhìn thấy là bên cạnh này nó cũng có một cái ô đúng không. Cái ô này là nó cũng để được rương anh em nhá. Nhưng mà lạc đà là nó khác lừa một chỗ đó là cái rương của nó là nó được cái rương của con lừa là đựng được lúc nào là cũng 15 ô đúng không. Nhưng mà lạc đà là còn tùy con nhá. Có con chỉ đựng được có 5 ô thôi. Có con đựng được 10 ô. Có con thì may mắn thì sẽ lên được 15 ô. Đây, để tôi đặt thử vào con lạc đà cho anh em xem. Ơ, đặt với đi đấy. Đấy. Hay không anh em? Để xem con lạc đà này nó bao nhiêu ô anh em ạ. À này, nó cũng đủ 15 ô này. À đâu 1, 2, 3, 9 ô thôi anh em ạ. 9 ô à? 9 ô đấy, thì nếu mà nó full thì là 15 ô anh em ạ. Đó. Đấy, có em lạc đà cũng xinh xinh. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ phải đi vào địa ngục anh em nhé. Phải, cái này là phải rồi anh em ạ. Đấy. Bởi vì tôi phải vào đấy và tôi xử lý vài em lận trong đấy anh em ạ. Chỉ là những em động vật này là những em ấy làm tôi bực bội quá rồi anh em ạ. Tôi đưa các em ấy về mà chắc là tôi mất tính cả tỷ tuổi thọ anh em ạ. Mất quá nhiều tuổi thọ. Ok. Vào trong địa ngục thôi, nhưng mà trước tiên là tôi phải dọn chút đồ ra anh em. Thì mình sẽ vào trong địa ngục của mình đi tìm four chest luôn anh em. Đó. Đi tìm four chest và đi lấy cái Blaze Road luôn. Ok, anh em đợi chút để tôi dọn đồ nhá. Ok anh em. Tôi dọn xong đồ rồi. Bây giờ tôi sẽ phải làm một cái giày vàng. Thực ra là tôi có một cái giày vàng nó ở cái chỗ Farm Skeleton. Nhưng mà tôi quên mất không mang về rồi. Vậy nên là chúng ta phải làm một cái giày vàng khác. Cầm mấy cái block vàng này đi, chốc nữa còn vứt cho mấy anh Picklin. Rồi. Ok, chúng ta cùng đi thôi anh em. Thì tôi rất là muốn có thời gian để mà trao đổi với các anh dân làng để đổi lấy bộ giáp kim cương. Nhưng mà đợt này cũng không có nhiều thời gian lắm anh em ạ. Để tôi craft một cái bộ đồ mới. Chứ anh em nhìn quần và cái mũ của tôi cũng sắp hỏng rồi. Cái mũ là craft như thế này này. À. Quần là như thế này. Đúng không? Nhầm. Đây. À. Để nào tôi rảnh tôi sẽ đổi đồ với mấy anh dân làng để đổi lấy bộ giáp kim cương. Chứ tôi cũng muốn có bộ giáp kim cương lắm. Tôi tiện tôi làm cái khiên mới luôn nhở. Chứ cái khiên này chốc nữa vào kia dễ hỏng lắm. Khiên làm nào nhỉ? Đây này đúng không?
Đúng rồi anh em ạ. Ok. Rồi, chúng ta đã sẵn sàng để đi rồi đấy. Chúng ta lên đường thôi. Lên đường thôi. Mặc, à rồi tao mặc vào đây. Mặc rồi là mấy anh Picklin là mấy anh không đánh mình đâu. Để xem cái máy farm mía tôi hoạt động sao anh em ạ. Úi dồi ôi. Chung là cái máy farm mía thì cái năng suất của nó yếu anh em. Bởi vì là tại tôi xây nó ít quá. Đáng ra tôi mở rộng nó ra. Ô, anh thương nhân. Sao anh thương nhân thì anh lại trong này thế này. Anh thương nhân chắc là anh ấy sợ bị chết quá nên là anh trốn vào trong này anh em ạ. Nói chung là anh ấy chết mấy cái đồ cũng ngon. Cái quả bóng màu xanh này là sau này cũng có ích đấy. Kệ anh ấy đi để tôi xin. Để tôi xin hai cái dây của anh ấy anh em ạ. Hờ. Ui dồi. Ui dồi. Ơ. Phải dùng kiếm mà đánh chứ. Phải dùng kiếm mà đánh. Đấy. Dây đâu rồi? Ơ. Sao mà tôi không nhặt được cái dây anh em? Ủa chết rồi. Lạc đà bị cháy rồi. Được rồi kệ đi anh em ạ. Ok bây giờ tôi sẽ vứt tí đồ cho mấy anh này và sau đó thì tôi sẽ đi tìm for chest. Này anh, vàng của anh này. Đấy anh cầm vàng rồi thì anh vứt cho em cái gì con ngon đi anh nhá. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Wow anh em ơi. Hiện tại tôi đang ở một cái vùng. Đây là vùng tàn tích địa ngục đấy anh em. Và anh em có thể nhìn thấy là nó có mấy cái bụi. Nó rất là đẹp. Đẹp nhờ. Đẹp thật đấy anh em ạ. Để tôi thể hiện tài năng nhảy ấy tí nào. Úi dồi. Đấy. Đấy. Ủa ôi. Cái này là cho tàn địa ngục đấy anh em ạ. Đẹp. Ui rồi. Không sao, chung là tôi tính rồi, chung là tôi tính rồi anh em ạ. Tôi tính rồi, tính rồi. Không biết là mình đi qua bên kia nó có. Ô kìa. Cái kia là cái con đấy kìa. Kia là cái con ha. Cái con ngựa địa ngục kìa. Ok các em ạ, tôi sẽ phải đi một đoạn nữa để tôi tìm for chest. Anh em đợi cho tôi chút nhá. Này này anh em. Để tôi thể hiện skill cho anh em. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi skill. Hơn cả Dream anh em ạ. Ok game ơi. Thì tôi đang đi thì tự nhiên tôi gặp được khu rừng đỏ này. Khu rừng đỏ này cũng là một trong những khu mà rất là ngon anh em nhá. Đấy sau này là tôi sẽ có thứ để tôi làm với khu rừng đỏ này anh em ạ. Đấy và tôi dự tính là tập sau tôi sẽ làm ha. Quá ngon. Để tôi chết đối bọn Picklin đây cái. Nhưng mà đây có toàn các bọn Picklin con. Thì các bọn Picklin con này thì nó sẽ không đưa cho mình đồ đâu. Mà nó đưa mình toàn cái gì ấy anh em ạ. Kệ ơi thôi. Không chết nữa. Đó tôi tiếp tục đi tìm anh em ạ. Ok anh em ơi. Anh em thấy. Đây là bữa tiệc Picklin đấy anh em. Úi dồi ôi. Nhặt vàng đi các anh. Đâu không anh em ơi. Nó vứt cho tôi sách luôn anh em ạ. Để nó chụp ảnh cùng với các anh Picklin anh em ạ. Úi dồi ôi. Khổ thân tôi. Tôi lại bắn đây anh em ạ. Đau lắm. Ơ. Có chưa gì chế xong rồi hả. Sao mà hết vàng của tôi rồi hả. Vàng của tôi nhiều lắm cơ mà. Tôi có ba mẹ. À đây mà. Tôi còn tận. Đây mà. Đây mà. Đại ca anh ấy. Vàng này. Vàng này. Vàng này. Đấy. Ủa ôi ngọc này. Khắc diện thạch này. Tốc độ linh hồn đấy. Cũng ngon đấy chứ nhở. Ấy chà. Ủng sắt tốc độ linh hồn được đấy. Mình đeo cái này vào là mình chạy nhanh đấy các bạn. Để tôi nhận đồ của mấy anh này xong rồi chốc nữa tôi sẽ hái nhà thuốc này. Được. Thuốc này thì vứt cái cung ra này. Vứt cái thạch anh này không cần đâu này. Cung này vứt đi này. Tôi nhặt cái thuốc anh em ạ. Thuốc quan trọng lắm. Đấy thuốc kháng lửa được rồi. Còn gì quan trọng không. Có tơ nhện này. Có tơ nhện chả cần đâu nhở. Được rồi anh ạ. Bây giờ tôi sẽ thử giết mấy anh này xem là. Để tôi thử xem có được không anh em. Ôi nhưng mà đông quá. Đông quá anh em ạ. Sợ quá. Đấy người đông quá anh em ạ.
Ôi đông quá, trời 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 trời. Cái quân đoàn này mà chẳng may mà mình động vào mình láo với các anh ấy là mình chết luôn đấy anh em ạ. Ôi mày, mày bắn nào. Ok bây giờ tôi lại tiếp tục tôi đi tìm tiếp anh em ạ. Mà tôi xung quanh đây tôi nguy hiểm quá anh em ạ. Đang đi mà chẳng may không cẩn thận đi tôi xuống đây cái này chết luôn đấy. Khá là căng anh em ạ. Khá là ghê. Ok game thì sau khá là lâu mà tôi đi tìm để tôi thử tìm xem có for chest không. Đó là cái lâu đài ở dưới địa ngục không đấy. Thì tôi không tìm thấy anh em ạ. Là tôi quyết định. Anh em có nhìn thấy cái mà tôi đang cầm trên tay không? Ok anh em, đi thôi. Chu du bằng đường biển cho nhanh, đúng không? Tôi quên mất không mang cái ngựa, chứ không mà tôi mang cái ngựa là tôi cũng cưỡi ngựa địa ngục tôi đi rồi đấy. Quên mất không mang anh em ạ. Đấy, tôi sẽ cứ đi cái này thôi. Tiếp tục đi cho tới khi nào tìm được lâu đài. Ok anh em, thì sau khi tôi đi một đoạn và tôi nhận ra là không hiểu địa hình ở đây là địa hình kiểu gì anh em ạ. Anh em nhìn này, nó giống như một là cái phòng cháp ấy. Đó, nó cháp tôi vào luôn. Xung quanh không có một lối đi nào luôn anh em ạ. Bây giờ tôi nghĩ là tôi phải đào thẳng lên bên trên thôi. Tầng bao nhiêu rồi? Đây tầng 32 à? Ok, tôi đào thẳng lên bên trên thôi anh em ạ. Phải tìm cách thoát rồi. Đây quả là một chuyến đi gian nan anh em ạ. Quá gian nan. Anh em có thể nhìn thấy là hiện tại là tôi đang ở ngày thứ 109 đấy. Anh em nhìn cái dòng thứ 5 từ dưới lên đấy. Đó, tôi đang ở đây thứ 109 đấy. Tôi đã chơi 109 ngày ở trong hardcore rồi. Khá là ghê. Ủa ôi anh em ơi, đang đào thì tự nhiên bị lava chảy vào người anh em ạ. Quá là thốn. Thế nhưng mà không sao, bởi vì là tôi cũng biết được là lava thì nó sẽ làm tôi mất máu đến đoạn bao nhiêu mà. Nên là không chết được đâu. Đó, mình sẽ đổi hướng đào nó qua bên này. Úi dồi ôi, ghê nhở. Đáng sợ thật. Ô, khả năng đấy là một cái biển lava đấy. Tôi đang nghĩ khoảng khả năng là đấy là một cái biển lava chảy xuống. Nếu mà là biển lava thì mình uống thuốc kháng lửa xong mình bơi luôn. Nhở. Ok các em ạ. Cuối cùng tôi cũng đã ở trong tòa lâu đài rồi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài gian nan anh em ạ. Gian nan. Quá gian nan. Nhưng mà tôi nhận ra có một vấn đề rất là nan giải, đó là đồ ăn của chúng ta sắp hết rồi. Chúng ta thật sự cần đồ ăn. Đầu tiên là tôi sẽ cần phải làm biến hết cái đống vàng nhỏ thành cái vàng to anh em ạ. Rồi, à, thì nó sẽ đỡ tốn diện tích. Xong rồi tôi xem thử xem tôi vứt được đồ gì không. Đây, thạch anh nether không cần đâu. Ủng sắt à? Ủng sắt cần không ta? Không cần cái rễ đỏ ấy đâu. À, mình cũng có đồ ăn này, ngon quá. Mình có thịt heo sống này. Để tôi vứt đi một stack đá nether, ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm cái điểm spawn của bọn Blaze và đi xem thử xem là có loot được cái gì trong này không anh em ạ. Mong là có cái gì đó ngon, ái chả này. Đông chưa? Cái nấm đâu này là cũng cần anh em nhá, cứ lấy đi. Để chốc nữa có gì mình còn làm súp nấm. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ủa đông nhở? Đông, đông, đông anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ xây một cái đoạn như này. Ủa ôi, từ từ nào. Ủa ôi. Ok các em, thì nếu mà anh em mà không phải là một người chơi pro thì anh em có thể uống thuốc kháng lửa và vào xử lý bọn Blaze anh em nhá. Đây này. Đấy, bắn đi. Ui rồi, tầm tay thì đạn của bọn nó chả có cái tích sự gì anh em ạ. Bắn đi, bắn đi. Đấy anh em, chúng nó sẽ không thể làm gì khi mình có thuốc kháng lửa. Ôi, hái trà. Xung quanh đây nó có cả bọn Piglin anh em ạ.
Đông phết, đông đấy. Ô, hình như bọn này cho hát co thì chúng nó chạy nhanh hơn. Đúng rồi. Sao chúng nó khốn nhở? Thì chúng nó núp ở đấy, tôi đánh bọn Blaze tôi... Ôi trời, zombie nữa cơ à? Không sao anh em, tôi vẫn thủ được. Máu vẫn còn trâu lắm. Rồi, bắn đi các anh, bắn đi các anh, bắn đi. Đấy, bây giờ là mọi chuyện nó khá đơn giản đối với mình rồi. Cứ lên chấm bờ thôi. Tôi có lúc tinh 3 đấy, tôi không biết là tôi được bao nhiêu, được 14 quả lửa rồi, ngon quá. Anh em ạ, tôi nói thật với anh em, chúng mình chịu khó đứng đây farm đi. Thật. Ui, sao đau thế? Sao đau thế? Đau đấy, ủa. Hay nhưng không sao anh em ạ, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bởi vì là mình có kháng lửa mà. Mình cứ giết cái bọn Blaze trước, mà từ từ đã trông xuống hồi máu đã anh em ạ. Chứ không thì nó cũng nguy hiểm lắm. Mình chốc nữa mình hết thuốc kháng lửa thì cũng nguy hiểm. Sao chúng nó cứ đi từ cái phía này qua nhở, chặn cái phía này lại. Đấy, cho an toàn. Để tôi ăn tí nhỉ. Đấy, các anh cứ bắn đi nhá, em đứng, em ăn tí. Đấy, cứ bắn đi các anh. Đấy, tôi hy sinh thân mình cho các anh ấy ngắm bắn cho chuẩn. Để sau này các anh ấy có ngắm bắn người chơi thì các anh ấy còn bắn cho chuẩn. Nhỉ, yeah. Đấy. Nờ. Ái chà, bọn này nó đứng gần mình là mình cũng mất máu anh em nhá. Nên là anh em phải cẩn thận. Kể cả là anh em uống thuốc kháng lửa rồi thì anh em cũng phải đứng xa xa của nó ra nhá. Đứng gần là vẫn mất máu như thường đấy. Để tôi phá cái này đi nào. Farm nhiều nhiều tí sau này mình đỡ phải quay lại. À hu hu anh em ơi. À hu hu. Tôi đang đánh nhau chẳng may tự ấn Q với cái kiếm thế là nó chẳng may nó ném cái kiếm vào trong lửa rồi. Tôi mất thanh kiếm bò của tôi rồi. Buồn quá anh em ạ. Bây giờ tôi phải dùng rìu để tôi xử lý nốt bọn này thế này. Nó mất dạy đền kiếm cho bố. Ôi, từ từ anh em ạ. Cẩn thận, không sao đâu, tôi có cái thuốc kháng lửa mà. Chỉ cần đứng xa xa bọn nó ra là được anh em ạ. Đừng có đứng gần quá, không mà đau đấy. Ui rồi, ui rồi, bọn nó dậy đền mạng. Chúng nó dám lấy thanh kiếm phò của tôi anh em ạ. Khốn nạn. Bao nhiêu que lửa rồi? Được 41 que rồi. Để tôi cố gắng đánh hết bọn này cho tới khi nào mà hết cái thuốc. Thuốc còn là một phút đấy á. Cố gắng đánh hết cái thuốc ha. Tại sao tôi còn cười được nhờ? Tôi mất tích kiếm rồi mà vì sao tôi lại cười? Tôi bị điên rồi các bạn. Đừng có đứng gần bọn này quá chứ không chết đấy. Cũng nguy hiểm lắm anh em ạ. Đi vào lâu đài xong lỗ quá. Mất kiếm. Mất luôn thanh kiếm anh em. Ủa ôi, từ từ nào. Đau đấy. Mình đứng gần mà nó cái là mình mất 3 trái tim luôn đấy anh em ạ. Thì tổng là 6 máu đấy. Thốn phết đấy. Còn 20 giây thôi. Để tôi cố xử nốt một con nữa mà. Thôi anh em ạ, thôi. Được rồi, như vậy được rồi anh em ạ. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi nốt cái lâu đài này xem là nó còn cái gì không. Chúng ta chỉ chơi được như vậy với quỷ lửa thôi chứ không chơi được nữa đâu. Chơi nữa là chết đấy anh em. Vừa đi vừa nhìn cái dịch xem là nó có cái thằng nào xung quanh đây không. Sợ lắm. Úi dồi ôi. Mà anh em có thể nhìn thấy là cái tọa độ của tôi hiện tại nó đang ở rất xa nhá, đây này. Đấy. Thế này mà chạy về là cả một quá trình anh em nhá. Thì tôi cũng đã có một chút kế hoạch chạy về rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không chạy về ở trong địa ngục đâu. À, tôi có một chút kế hoạch rồi. Nên là cũng không có lo lắm đây. Phá cái đường này mình chạy qua. Úi, từ mấy anh trai em. Đấy, cái lúc mà mình có kiếm là mình là vua. Nhưng lúc mà mình mất kiếm rồi là mình là phò đấy anh em hả?
Có con skeleton man không? Có vẻ là không có skeleton man anh em ạ. Cũng an toàn một chút rồi đấy. Cố gắng đi tìm các cái rương ở trong này để mình loot đồ tí anh em ạ. Cái gì đây? Đấy, khu rừng đỏ đấy. Ở đây nó có khu rừng xanh luôn này anh em. Đẹp quá. Đứng vào. Ái chà, địa điểm du lịch nóng hổi tôi biết mà. Bởi vì là tôi đã đi qua tất cả các cái vùng địa ngục ở trong này rồi. Tôi biết là tôi đã được cái achievement này mà. Đấy, chặt tí cây làm kỷ niệm anh em nhỉ. Mang về làm kỷ niệm. Mà không biết là mình có về được không. Không biết là mình có về được không mà đòi mang về làm kỷ niệm. Rồi. Rồi. Đi nốt cái. Ủa ôi, pháo đài to thế. Đây là cái mặt trên của cái lâu đài đấy anh em, đẹp nhở. Ái chà, nếu có mặt trên có nghĩa là nó có bên dưới anh em. Tôi đào xuống bên dưới em sao nào. Có này. Ui à. Rồi. Có cái rương không? Nấm à? Có cái rương này. Có vàng và có dụng cụ đánh lửa à? Ok. Dụng cụ đánh lửa thì cũng tốt đấy. Đây là anh lợn. Đấy em chào anh. Anh em thấy màu xanh xanh của cái rừng đẹp không? Ái chà, nó có rương nữa kìa. Để tôi thể hiện skill với anh em. Xem này. Úi dồi ôi. Đấy. Bướu nè giờ. Ui, giáp ngựa kim cương này ngon quá. Mình mang về cho em ngựa của mình. Tốt quá. À, có yên ngựa. Ui, ngon quá anh em ơi. Có yên ngựa này tốt quá. Thế này là mình có thể ngồi lên em ngựa địa ngục rồi. Tuyệt. Úi dồi ôi. Sao đông thế. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Ui dồi. Ui dồi. Ui nè. Xem chắn nó phải các bạn ơi. Xem chào mấy anh nhá. Xem chào mấy anh. Rồi. Rồi. Không có dây dưa. Tôi lại sắp lên được level 60 rồi. Tôi thấy là tôi chơi Prophet anh em ạ. Cái level cái tăng ụt ụt. Sao không gặp cái cây ấy nhỉ? Sao không gặp cái chỗ trồng cây nhỉ? Để tôi thể skill cho anh em này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Skill anh em nhá. Skill. Tôi thật là chả có thằng. Ủa. Úi dồi ôi. Từ. Úi dồi ôi. Ô. Ôi. Ôi mấy gáy một tí đây các em ạ. Tôi phải hạn chế gáy lại. Bởi vì là tôi gáy hơi to nên là tôi mất luôn cái kiếm này. Rồi lại còn mấy pha suýt chết nữa. Nhưng mà anh em phải công nhận tôi giỏi đúng không? Tôi thật là không có thằng nào mà nó chơi hardcore mà đến cái ngày thứ 111 rồi mà nó vẫn còn nhây nhây như tôi nhé. Mà anh em thấy tôi ghê không? Đấy, không chết luôn, không chết luôn. Hardcore tầm này là gì đúng không? Chào anh. À, tôi có mang theo tên mà, mang theo cung tên thế này này, tôi lôi cung, tôi đọ tài bắn. Ủa, anh em đỡ tôi. Tôi lỡ nhìn là mặt anh em đỡ rồi. Hình như tôi lỡ nhìn là mặt anh em đỡ. Sợ quá. Anh em đỡ thay em, anh em đỡ nhá. Mày này. Quỷ lửa này. Quỷ lửa này. Hết đồ ăn rồi. Bây giờ phải ăn thịt zombie anh em ạ. Ok, thì tôi nghĩ là cái tòa lâu đài này cũng không còn gì nữa đâu. Như vậy là đủ rồi đấy anh em. Úi dồi ôi. Đau. Từ trốn. Úi dồi ôi. Bây giờ trốn hướng nào. Ok, bây giờ tôi sẽ phải tìm đường để tôi đi về. Ôi thôi thay em anh ơi. Em không làm gì đâu. Ý. Sao nó không dịch chuyển vào trong này mà đánh tôi nhở. Anh đâu rồi? Đâu rồi? Từ từ anh em ạ. Xây cái này này. Đấy, mình xây này thì cho nó không có chỗ dịch chuyển vào. Đấy.
thằng que lửa mày đừng bắn tao. Rồi. Căng anh em ạ. Ok, bây giờ tôi phải tìm đường để tôi thoát khỏi đây thôi. Thực ra là thoát khỏi bọn Enderman cũng dễ thôi. Mình cứ đứng một lúc là bọn Enderman nó không có tức mình nữa mà. À, sau đó là tôi sẽ phải tìm đường tôi đi về anh em ạ. Nhưng mà hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Đấy, sang buổi sau chúng ta sẽ cùng giải quyết cái chuyện là làm sao để mà đi về. À, đấy, Enderman, Enderman, Ender, Ender này. Ender với anh à? Đâu rồi? Thằng Enderman sợ quá chạy rồi. Chắn chắn nó lại để cho nó không có cái chỗ dịch chuyển vào. Ender này, ôi chết cái, ôi chết ngay anh em ạ. Ok. Tạm biệt anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem tới tận đây. Yêu anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em.